Mình xin giới thiệu cặp Hero mới mới ra của hãng Hyvadia, chính là Hyvadia UHX5, hàng chính hãng của Hyvadia, hàng chính hãng Trung Quốc nha các bạn. Bây giờ mình sẽ xin mở đặt họ cái cặp Hero này ra nha. Phụ kiện nó là gồm một con nha. Đây là dây giáp 6 ly có âm ly hoặc là mixer nha các bạn. Có sẵn một cục cặp chống lăn luôn nè. Đó. Đây là bao gồm hai cái tay sóng. Đây là cái giáp này nè. Hai cái này nè là để cắm như đây nè. Để gắn vô cái tủ rác, nếu mà mình đi show hoặc là gia đình mình có xài tủ rác thì mình gắn vô tủ rác, còn không thì xài bàn thì mình gỡ ra để cho nó tiết kiệm không gian. Đây là mình cặp Hero màu xám rất là đẹp. Đây là đầu thu sóng của nó. Và sau đây là mình sẽ chi tiết hơn về cái cặp Hero này cho mọi người rõ hơn nha. Đây là mặt trước của nó nè, hai tay sóng nè, hai màn hình hiển thị sóng nè. Cái này là nút lúc này là nút là để chỉnh tần số nè, do tần số sóng nè. Cặp Hero này là mình quét sóng được nha mấy bạn. Còn hai bên này là nút tăng giảm âm lượng của từng mic, tăng giảm âm lượng từng micro nè, mic trái mic phải nè. Đây là nút nguồn. Mặt trước khá là đơn giản. Bây giờ mình sẽ tổng quan về mặt sau của cặp Hero Hyvadia UHX5 nha. Gồm hai ngõ cắm hai tay sóng nè, hai ngõ K5 nè, một ngõ cắm 6 ly và một ngõ đi cắm cục nguồn nha nè. Tổng quan về cặp Hero này là khá đơn giản, nhìn là bắt mắt sang trọng nha mấy anh chị.